Quắc gì gà tao sao nó đá mấy cái chạy mất tích ở đâu. Ngồi gà ông nho nói chuyện mấy câu xì xẳng đi về bắt gà quắc quắc. Tướng qua đấy chắc thế thôi, phải tầm 3 cân rưỡi. Chả thế, nó đặc thịt. Béo. Toàn mãi mấy triệu một con của Tuấn nó bắt về đấy. Tuấn mua toàn 2-3 triệu một con gà mái đấy. Chả thế, toàn gà mái toàn 2-3 triệu một con đấy. Không phải ít tiền đâu. Nhưng chẳng qua nuôi không thành thôi. Phí là phí đấy nào cô. Qua là ông ấy không chăm được nó thế thôi chứ còn. Nhà nó cây lạc thì đẹp, cái nghi nó chăm như ấy. Cái nghi nó chịu khó như gì nhưng mà tự do lại bị đau lưng của bao. Bảo nó làm bớt đi nhẹ giờ nghỉ thời gian dài nó mới khỏi được. Tham việc không khỏi được đau lưng đâu. Cái tiêm đấy là tiêm giảm đau chứ tiêm cái gì đâu.